Sau đây là thế bi ra cơ bản thứ nhất. Muốn gom bi trong thế bi này, các bạn cần phải đánh bi chủ chạm 2 băng, dài, ngắn, hoặc 3 băng, dài, ngắn, dài. Hướng dẫn chi tiết như sau. Các bạn cần để ép phê số 3, tức để đầu cơ ở vị trí 3 giờ theo chiều kim đồng hồ trên bi chủ. Sau đó, nhắm hơn 1/2 trái bi kare, rồi đẩy cơ tới như kiểu đánh cule bi. Lưu ý, việc đánh dày mặt bi kare là để bi này chạm nút số 1 hoặc số 2 ở góc trên, rồi chạy xuống tạo thế gom với bi đích, tức bi vàng, nằm ở nút số 1 góc dưới. Các bạn cần sử dụng lực đánh vừa đủ, không đánh quá mạnh. Mình cần cái gia điểm kare. Cần cái mặt kare. Bi này là đỏ, nó bắt ngay nút số 2 hoặc nút số 1 lại về, đúng không? Mình để ngay nào, đinh canh cái điểm mình quýnh nè. Đó. Phương pháp nè. Để cơ ngay giữa. Rồi, nhích qua bên phải, phơi số 3. Rồi, cái này mình nó đẩy qua, quýnh động tác, đẩy qua lên tới. Đó. Thế bi thứ 2. Cũng tương tự thế bi thứ nhất, tuy nhiên bi đích, tức bi vàng, nằm ở nút số 2, góc dưới. Cách đánh thế bi thứ 2, cũng tương tự thế bi thứ nhất, tuy nhiên, vị trí để ép phê trên bi chủ là hướng 4 giờ. Ngoài ra, các bạn nhớ chọn điểm chạm bi kare cho phù hợp. Chúng chạm kare trước, không, rồi đó, sau đó em quýt. Đó nè, xuống là áp phê số 3, hình như là số 4, rồi xuống cái này. Thế bi thứ 3. Ở thế bi này, muốn gom bi, các bạn phải sử dụng cách đánh chạm một băng ngắn. Cách đánh như sau. Các bạn phải ngắm dày 1/2 bi kare, cắm cơ, tức để đầu cơ thấp dưới tâm bi chủ, đồng thời sử dụng ép phê nghịch. Nửa trái, không nè, quay mũi cơ trước nè. Không, đó nè, cắm cơ dưới đất nè, quýnh vô dày nửa trái. Rồi quay cái mặt bi. Thế bi 4. Ở thế bi này, muốn gom bi, các bạn phải đánh bi chủ chạm một băng dài. Trong trường hợp này, các bạn phải ngắm dày 1/2 bi kare, đồng thời cắm cơ rất thấp dưới tâm bi chủ, tức là sử dụng ép phê thuận, hướng 7 giờ. Trái nè, quấn nửa trái mặt trong. Kare đỏ đi hai băng lên qua đây. Bi mình dồn vàng qua đây. Nửa trái nè, đỏ phê thuận nè. Rồi. Đó, giờ ba trái nó sẽ nằm qua khu vực này. Trong hạt cù lê nè, kéo gì tao kéo. Sao vậy? Kéo gì cù lê luôn không? Kéo chứ cù lê gì? Hướng dẫn cách điều chỉnh hướng đi của bi chủ khi đánh nổ bi. Mà thẳng á, một đường thẳng với hai trái bi kia thì nó sẽ ra được. Không, nãy dùng muốn nổ thẳng nè, để nó thẳng hàng. Đó, đó này để thẳng hàng hướng tới là sẽ nổ thẳng qua. Không, còn giờ nè. Ok, giờ muốn nổ á, trái bi đi qua bên trái. Thì sau thì cái đít cơ mình nghiêng qua bên phải. Nè, bây giờ nè, muốn nổ trái bi qua bên trái nè, đít cơ mình nghiêng qua bên phải. Nghe cái đít cơ nè, nghiêng qua đây. Còn muốn qua bên đây thì nhích qua bên đây. Nào, muốn qua trái nè, nhích nghiêng cơ qua phải. Đó, qua trái nè. Rồi, ngược lại thôi. Nè, giờ là thực hành đánh cú nổ nè. Rồi, giờ em sẽ canh ha. Nè, anh sắp 3 điểm thẳng hàng. Xuyên 45 độ là lọc. Bây giờ nè. Hiểu 45 độ. Rồi ha, nửa trái nha. Phê thuận nè.